chào quý cô chú anh chị các bạn. Tôi là Mai Văn Trê và đây là Trần Chí Linh. Hai anh em đang phụ trách chi nhánh OBS số 2 ở xã Mỹ An, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Và ngày hôm nay hai anh em có đến am của anh Ba ở xã Mỹ An để kiểm tra cái đàn tôm của anh đã được 80 ngày sử dụng 100% thuốc của công ty OBS. Chúng ta kiểm tra cái cách nuôi, quy trình nuôi cũng như là cái tôm của anh phát triển như thế nào. Chí Linh chào bà con. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Tôi là Chí Linh, đang phụ trách tại xã Mỹ An, An Điền của huyện Thành Phú và tỉnh Bến Tre. Xin mời chúng ta cùng xem tôm của anh Ba. Chúng ta cùng nhau xem tôm cũng như là cái môi trường của anh Ba ở xã Mỹ An. Đây là nuôi ao đất mặt vào, rửa oxy, đặc biệt là tập trung những cái giếng oxy ở phòng máy như thế này. Đây là ao gốc anh nuôi, tôm được xây, tôm được 38-40 ngàn. Thì anh Ba tiến hành anh sen ra. Một trà rất là đẹp. Bà con nên lót được cái bậc bờ thì hiệu quả rất là cao, đặc biệt về mùa mua. Sau buổi sáng anh Ba cân thì là được cây là 40 con này 80 ngày nha bà con. Gan rất là đẹp, rất là đầy. Cơ rất là khỏe. Đây là bạn Trần Chí Linh. Xin chào quý cô chú anh chị. Đặc biệt là chúng ta tập trung những cái dĩ oxy xung quanh cầu máy như thế này. Chúng ta ươm một cao và sau đó sen ra. Và mới xuống giống, bây giờ xuống giống. Đây là cái bòn để chúng ta đánh voi, đánh phán rất là tiện. Chúng ta đọt cái cống như thế này và chúng ta có cái bóng chìa như thế này để chúng ta đặt như thế này. Cái bóng lưa đặt dễ như thế này. Khi chúng ta cần đánh phán, đánh voi thì ta cho phán và cho voi vào đây. Cái mũi này lên, cái mắt bên kia này lên, và chúng ta chỉ cần tìm cái cây như thế này chúng ta gọi điều, và sau đó là có cái van như thế này, chúng ta đã trực tiếp, mà chú ý là khi ta đánh thì chúng ta phải trả cái dàn van này lên, chúng ta đã trả cái van, cái điều lên, chúng ta cho đủ một cái lăn đánh thì chúng ta rất là an toàn và rất là hiệu quả cũng như là rất là mẻ cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem cái ao thứ hai. Chúng ta anh Ba anh sang từ cái ao gốc, tôm được 40 ngày thì anh sang qua cái ao này. Này đây cũng 80 ngày. Sang qua đây thì mật độ là còn lại 80 con trên mét vuông nha anh chị các bạn. Đây là thì mật độ thưa, là anh chưa có bố trí được cái dạng gì. Màu trà rất là đẹp. Đang qua đây thì chưa hơn, tôm này lớn rồi, tôm này về sai 36 con, anh Ba mới cân một sáng, nghe được cái này ngon đấy, rất là đầy ha. Trà rất là đẹp ha, con nên cũng lót mặt bờ như thế này, ao này xưa, ra anh chạy bằng nhẹ thôi. Xe lớn thì anh đã chuẩn bị đi một chiếc vàng như thế này để anh có thể nuôi xe với xe 20 đến mấy con. Đây là nuôi của anh Ba để tạm nghe. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi. Anh chị các bạn nào chưa rõ cái gì cần hỗ trợ kỹ thuật có thể liên hệ ngay với Trơn thông qua số điện thoại là 037 471 2087. Trơn luôn sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú quý anh chị một cách nhiệt tình, hết minh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.